Ai chà, thiệt là ngại quá đi mà. Lẽ ra hôm nay tôi mới là người trực nhật, nhưng mà hai anh em làm hết trơn rồi. Xui á là tại vì hôm nay tôi phải đi coi phim với bạn. Mà xui hơn nữa là tại vì ba tôi với lại dì Linh khuyến khích tôi phải kết giao với bạn mới. Cho nên là ráng chịu cực đi nha, sau này tiếp tục chịu khổ. Bye. Chị Phương sướng quá. Được đi coi phim, em ước gì được đi coi phim giống chị đó. Thôi ngay, ở đâu thế ạ? Tự nhiên yếu đuối ạ? Chúng ta phải mạnh mẽ lên để còn chiến đấu với cái hội song nữ diệt sâu bọ đó chứ, đúng không? Em nghĩ là không đấu nổi đâu anh. Em có 7 tuổi à. Em lúc đưa liên minh đây. Candy ạ, chúng ta phải mạnh mẽ đoàn kết với nhau chứ. Chúng ta là ai? Hội ba con cào cào. Phải mạnh mẽ đứng lên cùng với nhau chứ. Người ta nói đấy, đoàn kết là sức mạnh, hiểu chưa? Cố lên, cố lên, cố lên. Thư khiêu chiến, kính gửi hội song ngữ diệt sâu bọ. Tôi thay mặt hội ba con cào cào gửi đến hội song ngữ diệt sâu bọ một lời thách đấu để giải quyết tất cả mâu thuẫn giữa hai phe chúng ta. Địa điểm và thời gian do hội song ngữ diệt sâu bọ tự chọn. Cam kết sau cuộc đấu này, mọi tổn thất, mất mát, hai phe sẽ tự chịu, không được mách với người lớn. Trời ơi trời, giờ này còn chưa về nữa, lâu quá sợ vậy. Ơ, Đào Đào, Đào Đào, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với bà, mời bà ngồi. Bà mới về đi coi phim về hả? Phim có hay không? Cũng hay. Có gì không mà sao hỏi dữ vậy? Thì đâu có gì. Mà bộ không đi chơi với bà Phương hả? Mai mới đi. Mà sao bữa nay hỏi dữ vậy? Thì quan tâm. Lỡ chú Tùng hay là dì Linh hỏi, tôi còn biết đường trả lời chứ. Có quan tâm thiệt không vậy? Hồi sáng nay hội ba con gào cào của mấy bà còn gửi thư chiến cho tụi tôi mà. Trời ơi, đâu có. Ý là tại hai cái người kia thôi, chứ phải tại tôi đâu. Tôi chủ yếu là hùa heo thôi à. Với lại tôi cũng muốn rời nhóm hội ba con cào cào đó lâu rồi. Đó. Thật ra thì tôi cũng chỉ là tự vệ thôi. Ai kêu hội ba con cào cào của mấy bà cậy đông hiếp yếu. Tôi thấy một phần á là cũng là do tôi hơi sợ. Với lại một phần á, lỡ nhưng mà chiến rồi tôi hay bà thắng gì nữa thì chú Tùng cũng buồn. Dù gì xét về mặt ADN tụi mình cũng là chị em mà, đúng không? Ừ. Rồi có chuyện gì muốn hỏi, hỏi nhanh lên. Bà, tôi thấy bà Phương nó ghê gớm lắm nha. Bà không sợ bị phản lại hả? Lỡ một ngày bà hết nghe lời bà sao? Tóm lại là bà muốn hỏi cái gì? Nói chung á là tôi thấy một rừng không thể nào có hai cọp được. Bà nói vậy là sao? Ý bà nói tôi với bà Phương là hai con cọp đó hả? Đâu có. Bà hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi nói là bà hay là bà Phương gì á cũng có năng lực hết trơn á. Mà trong một nhóm thì phải có thủ lĩnh đúng không? Nếu như mà về lâu về dài á thì kiểu gì cũng có xích mích à. Ờ ha, bà nói cũng đúng. Dù gì thì hai đứa mình cũng là hai chị em. Cảm ơn bà nha. Bye bye. Đã đến điểm hẹn, gốc cây phượng công viên. Vậy mà song nữ diệt sâu bọ vẫn chưa xuất hiện. Đúng vậy. Vậy là chúng ta sắp đến với một cuộc chiến chỉ một mất một còn. Cái gì ghê vậy? Ai mất ai còn? Ôi giời đất ơi, giờ này mà còn hỏi câu đấy à? Tất nhiên là chúng ta còn, còn họ mất. Hiểu chưa? À mà Việt Thi này, bà chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ? Ông cứ yên tâm,
tối qua tôi đã soạn hết tất cả các văn bản mà chúng ta cần. Tốt. Vậy con Candy, em gái của anh, em hãy nói cho anh nghe xem là em đã chuẩn bị cái gì nào. Dạ, em đã chuẩn bị rồi. Anh nhìn đi, móng tay em 3 ngày không cắt á. Còn á, sáng nay em còn dứt quyết không lấy răng nữa. Ở dơ vậy? Chị vậy? Em làm như vậy để bọn họ tới, em cao bọn họ, rồi em cắn bọn họ, cho bọn họ thúi thịt luôn. Ôi thôi 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 thôi, thôi chết tôi rồi. Nó bay lớn mà nó bạo lực quá. Không có được nha. Ở đây chúng ta chiến đấu không phải là chiến đấu vũ lực, đúng vậy, đánh nhau gì cả, mà chúng ta chiến đấu là về trí và lực, hiểu chưa? Trí lực là cái gì vậy anh? Trí lực, trí ở đây có nghĩa là trí tuệ. Chúng ta sẽ thi nhau đố vui và trả lời. Còn lực ở đây là thể lực chứ không phải bạo lực, hiểu chưa? Dạ vậy mấy anh chị đợi em một chút nha. Gì vậy? Em chạy về nhà đánh răng với lại cắt móng tay. Được rồi. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng rồi hả? Chúng ta sẽ đứng vào tư thế chiến đấu. 1, 2, 3. Gì nữa? Anh, sao á, lúc nào mình có tư thế chuẩn bị là như vậy vậy? Thế là em không hiểu rồi, để anh giải thích cho. Ở đây chúng ta cào 3 cái như thế này, có nghĩa là 3 con cào cào. Còn động tác này? Động tác này á, nghĩa là victory, nghĩa là biểu tượng của người chiến thắng. Dạ hiểu rồi. Một lần nữa, chúng ta sẽ vào tư thế chuẩn bị. Giữ dàn lên nhá. 1, 2, 3. Wow. Hey. Trời ơi trời, đứng 30 phút rồi đó, hôm nay đứng dậy hoài hả? Anh ơi, em mất tè quá à, cho em đi tè đi. Anh không cho là em tè ra quần á. Không được, bây giờ là phải hết sức tập trung, kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ mà mình tập trung là mình hết mắc tè à? Ê, tôi nói ông nghe này nè nha. Giờ ba đứa đứng dậy có giống khủng quá không? Xong kiếm cái ghế nào ngồi đi rồi vô chổng chờ cũng được vậy. Đúng rồi đó, em ủng hộ cả hai tay, hai chân luôn. Không được, hai người phải hết sức tập trung, không được rời bỏ chiến trường. Ở đây tôi là thủ lĩnh, hai người phải nghe tôi. Cái gì? Ủa, anh làm thủ lĩnh hồi nào vậy? Ừ đúng rồi đó, ông làm thủ lĩnh lúc nào mà không, tôi không hay biết gì vậy? À, thì chính tôi là người vạch ra kế hoạch để khiến cho hội song nữ diệt trừ sâu bò lục đục của con gì. Ủa, ông nói gì kỳ vậy? Tôi mới chính là người dạo này cung phụng bà Đào, thuyết phục bà Đào, bà mới có thể rã hội với bà Phương được chứ. Thế bây giờ là bà có thấy hay là chắc chắn là bà Đào Đào với bà Phương đã rã nhóm rồi? Ồ, thì tôi nghĩ vậy, tại vì dạo này bà Đào Đào có nói chuyện với bà Phương nữa đâu. Thôi, hai anh chị đừng có cãi nhau nữa. Người làm cho đội song nữ diệt trừ sâu bọ tan rã chính là em nè. Cái gì? Trời, cái bà Đào Đào này cũng chịu khó selfie phết đó chứ. Ngày nào cũng đăng 2-3 tấm, làm như không đăng là không ăn ngon vậy đó. Ủa mà sao cái bà này cũng ngộ nha, cứ ai thả phẫn nộ một cái là tự nhiên unfriend người ta à. À, hôm bữa mới mua cái áo mà quên khoe bà, phải để lên kiếm. Phẫn nộ nè, cho hai người hết là bạn luôn. Phẫn nộ nè, nếu mà hôm đó em không lấy điện thoại của chị Phương, em thả phẫn nộ hình chị Đào, thì bây giờ hai người đâu có xích mích với nhau. Trời ơi. Ông thấy em gái của ông chưa, nó còn ghê hơn tôi nghĩ nữa. Em mới có bay lớn, mới có 7 tuổi thôi á, làm sao mà lanh như thế được. Một người thủ lĩnh tốt á là người ta phải có tài có đức, mà em không có gì hết á. Anh mới có này, anh mới là thủ lĩnh tốt. Cái gì? Hai người là hai anh em cho nên mới giống nhau. Tôi mới là người có khách quan để có thể làm thủ lĩnh à, chị mới làm thủ lĩnh. Không, em, anh chị đừng có nghĩ lớn, anh giúp em nha. Em có công nhiều nhất, em mới là thủ lĩnh. Không có đâu, anh mới là thủ lĩnh nè. Tôi mới là thủ lĩnh. Tôi là thủ lĩnh nè. Tôi, em là thủ lĩnh nè. Tôi là thủ lĩnh nè.
nữa, không ai làm thủ lĩnh hết. Hội ba con cào cào chính thức tan rã. Ơi hơi quá, em đi tè đây. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tưởng mấy cái trò này có thể qua mắt được tụi mình, nhưng mà đâu có dễ đâu. Cái con mén Candy cứ nghĩ là nó qua mắt được tôi hả? Phẫn nộ nè, cho hai người hết là bạn luôn. Phẫn nộ nè, phẫn nộ nè, phẫn nộ nè, phẫn nộ nè, cho hai người hết là bạn luôn. Phẫn nộ, phẫn nộ, bây giờ ai phẫn nộ ai? Cái này không cần đánh mà thắng mới là diệu kế. Trận này chúng ta end game được rồi đúng không Đào Đào? Yeah, chúc mừng chiến thắng nha, đồng minh tốt. Trời ơi, đến bây giờ tôi mới thấy bà cười luôn á. Mà công nhận bà cười đẹp ghê. Thiệt không? Thiệt. À, bà thử cười lại lần nữa cho tôi coi. Thôi đi, năn nỉ á, cười đi. Thôi thôi đừng cười. You can stop me loving myself. Mở ba cái nhạc ồn ào này hoài vậy? Thôi nha, hôm nay nhà có khách đó. Dạ ba ơi, ba, mời ba. Ủa chị, ông là... Ông Đức, không mới lên chơi hả? Đây là ông Đức, là ba của chị Vi đó. Bỏ mau chào ông đi. Dạ con chào. Chào con, chào mấy đứa. Ủa, ông Đức, ông lên chơi hả? Đâu có, ông lên đây ông ở luôn. Ủa, là ông sẽ ở đây luôn, ở trong căn nhà này. Ủa, vậy sao chị Vi nói với con là ông bán nhà cửa cho nay về quê sống? Thì đúng vậy đó, nhưng mà cuộc đời éo le lắm con ơi, đúng không? Mình đâu có tính trước được chữ nợ, đúng chưa? Không có tính trước được cái gì hết. Ví dụ như là tình cha con nè, cha mẹ làm sao mà quên được, thấy không? Ủa, mà coi mọi hình như hai đứa không có muốn ông ở đây phải không? Nếu không muốn vậy thôi ông sẽ là người ra đi. Dạ không phải. Dạ tại không có đâu, miễn sao chị Vi vui là tụi con vui. Ông cứ ở lại nha. Không sao đâu, ông ở lại đi, càng đông càng vui. Không sao. Ba, ở lại với tụi con nha. Thì nhà cửa ba bán hết rồi, giờ phải ở đây chứ đâu còn chỗ nào đâu dung thân. Với lại ở đây chung với mấy đứa nhỏ nè, cho tâm hồn nó trẻ lại. Dạ. Thôi con đem đồ lên cho ba trước nha. Dạ. Nghe cái gì vậy? Cái này cái gì vậy? Cái gì đâu mà nhảy nhót theo rồi nó hát cái gì? Nành 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 thành 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 nành 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 thành là cái gì có hiểu không? Dạ không. Không hiểu nghe làm chi? Trời ơi, bài đặt nghe cái này, tụi con phải nghe cái dòng nhạc của ông nè mới hay. Dòng nhạc Bolero, nghe đó nó mới trường cảm, nó mới sâu sắc, đúng không? Nó mới già trong tim mình á. Đừng có nghe cái này không có hiểu. Nghe ông hát thử một lần cho biết nè. Ông thích bài này lắm. Hồi 12, 13 tuổi là ông đã thích bài này rồi. Ông yêu sốt. Mày nói mày làm tao quên với bài đó. Hồi tao hát từ hồi nhỏ. Cái gì lỡ lỡ nè. Không phải ghẻ đâu nha. Cái gì nè. Hồn lỡ xa vào đôi mắt nhẹ. Bỏ thấy chưa? Cười rồi, tụi con thích dòng nhạc đó rồi đúng không? Dạ không, dạ không. Thật ra là dòng nhạc Bolero là bây giờ lứa tuổi của ông thích thôi. Chứ bây giờ dòng nhạc hiện đại, dòng nhạc K-pop mới là dòng nhạc nổi tiếng không? Con nít gì đâu, sao bây giờ mấy đứa trẻ tụi con kỳ quá. Nghe cái nhạc gì đâu mà kỳ cục. Đúng là hỏng cả một thế hệ. Nhạc hay mà đúng không? I love myself. Đẹp trai quá hả? Let me
ơi, coi nè, gia gì gì ở đâu của cái nhà này toàn là đồ nước ngoài. Xài đồ nước ngoài không? Không có xài những cái gia vị gì của Việt Nam hết trơn cái trọi á. Dòm nguyên cái bếp được kìa, y như là cái bếp của nàng Đê Chanh Cung này. Tôi mà ở đây nha, tôi còn ở đây tôi nhất quyết tôi sẽ biến cái bếp này trở thành cái bếp của bà Mười Xìm. Đó. Thiệt snapping, snapping. Này. Cái này nghĩa sao? Ai biết đâu, bây giờ phải coi nè. Nhưng mà nó khó quá à. Khoan nghe, từ từ nghe. Ngon lắm nè. Hấp dẫn lắm nè. Khó vậy, lựa bài khác đi. Thôi, hát theo đi rồi xong ấy kia. Sao biết được hay quá vậy? Không làm được luôn á. Nhìn đấy nè. Đẹp ơi, mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên người em bé nhỏ chốn quê xưa, dò dò mong nhà chờ. Xin anh đừng quên người em bé nhỏ dài thờ, chốn đô thành đầy xa hoa cam mi dỗ cho ngành nè. Này ai ăn thì phải ăn cho lẹ, ăn cho nhanh để nó nở tè le tét lét rồi sao. Vừa ăn mà vừa coi mấy cái này biết chừng nào mới ăn xong. Sao lúc nào ông cũng không có thiện cảm với K-pop hết vậy? K-pop là cái gì? Trời ơi, để con nói cho ông biết K-pop là gì nha. K-pop á là một dòng nhạc của Hàn Quốc, là nhạc đó là chỉ bên Hàn Quốc thôi. Thì á ha, là K-pop nó được chia ra cũng có hai thể loại, là có cái là solo, có cái là hát nhóm. Mà nó ngon bằng phở không? Ăn phở kìa. Không, nhưng mà ý là để con nói cho ông nghe, ông lắng nghe con đi. Nó thì á, trong nhóm nhạc ha là có rất là nhiều nhóm nhạc nổi tiếng luôn, như là Big Bang nha, BTS nè, Blackpink, EXO, Twice. Là nổi tiếng cái nhóm là nhiều người đó hả? Dạ đúng rồi, 5, 6, 7 người, có khi là lên tới 7, 8, 9 người luôn. Một người có không? Dạ, có chứ, đó là hát solo đó ông. Có Hyomi nè ha, rồi có rất là nhiều người ca sĩ solo. Có Vũ Luân không? Vũ Luân là ai? Trời đất ơi, bên cả lương con biết hả? Ngọc Sơn con biết. Con không biết. Trời đất ơi, không biết luôn. Anh lên rồi luôn. Biết không? Trời đất ơi, tài tử của Pháp. Cái Ngọc Sơn là ca sĩ của Việt Nam mình, Vũ Luân là nghệ sĩ cải lương mình, không biết hả? Mà tụi con đã nói về K-pop mà. Ủa, ăn đi rồi nói tiếp. Mà không có nghe, giờ ông ngồi ông coi với con đi, giờ khỏi phở có gì hết. Ông ngồi ông coi với con đi, coi thử thôi. Hồi xưa con dưới quê lên á, con cũng đâu có thích mấy cái K-pop K-biết này đâu. Mà tại nhờ Việt Thi nè, nó cho con coi, sao con mê luôn. Một ngày mà con không coi mấy ở ba hả, là con ăn không trôi, con nuốt không nổi luôn. Ông tới đây ông coi chúng con nè, có khi em thành fan cứng bằng luôn á. Ông biết không, nếu như mà ông coi mấy ở ba của con á, có khi ông đổi style luôn. Style là gì? Ông đổi ngu quá. Ngu là gì? Trời ơi, cách ăn mặc á, ông đổi cách ăn mặc luôn ha. Nè ha, ví dụ như bông tai ha, dài nè, xong rồi nặng trĩu, nhìn nó sang rồi. Trời ơi, nó mà thích lắm. Rồi chân mày ha, có khi ông cạo hết luôn. Ông cạo hết chân mày luôn, xong rồi cái ông vẽ cái chân mày mới cho nó xước lên vậy nè ông. Đó, rồi ha, kẻ eyeliner, kẻ mắt ở trong đây nè. Đó, nó nhọn ra một tí, cho mắt nó sâu, nhìn cho nó quyến rũ không. Kỳ như mấy bà nội. Trời ơi, tôi là 50 tuổi hơn rồi, tôi làm vậy làm chi hả? Thôi ăn đi, nói nhiều quá à, định lôi kéo phải không? Không có. Gì? Nhưng mà ha, nếu như mà ông thích nghe bolero vậy á, ở K-pop cũng được luôn. Nó có rất là nhiều thể loại nhạc. Chẳng hạn như bây giờ ông đang buồn về chuyện cuộc sống rắc rối của ông đi, nó sẽ có thể loại về buồn về chuyện cuộc sống rắc rối. Chẳng hạn như ông đang buồn về tiền, nó cũng có bài hát về tiền luôn, nó cũng có bài hát về vấn đề tiền luôn. Chẳng hạn như ông buồn về tình nữa, nó cũng có một thể loại riêng về tình cho ông. Nói chung thì có cái gì cũng có hết á. Giật hụi có bài không? Dạ có chứ. Thì đó, giật hụi là về vấn đề tiền đó. Trời đất ơi, bệnh cảm có bài không? Có luôn. Bài về bệnh hả? Dạ đúng rồi. Ngộ vậy đó hả? Rồi Tào Tháo rửa. Ông này kỳ quá à. Kỳ gì, ta hỏi thiệt mà kỳ gì vậy?
Nói chung là khi mà ông đến với thế giới K-pop á, là ông sẽ được hòa quyện cùng với âm nhạc. Đúng vậy. Tôi chỉ thích cái dòng nhạc bolero với cải lương của xứ tu thôi, chứ tôi không có thích cái gì K-pop của mấy người. Đây nè, mấy người mở ra coi. Mở ra, mở mấy cái người đó ra, mấy cái đứa này ra. Đó, nè thấy không? Nè, nè mấy người nhìn kỹ cái mấy đứa này coi. Trời đất ơi, con trai gì không ra con trai, con gái không ra con gái. Coi kìa, ăn mặc có kì kỳ cục không, quần ống cao ống thấp thừa lưa. Trời đất ơi, coi nè. Trời ơi, coi nhảy đấy. Nhảy. Thôi cái gì mà thôi, nhảy như dòi vậy đó hả? Ông có được xúc phạm với ba không? Cái gì? Mày tôn cái đám này lên mày làm ba mày rồi hả? Không phải là ba, mà là oppa, là mấy anh á. Anh đó hả? Ông có được xúc phạm với ba không con? Ông lúc động thù hằn với K-pop hết á. Nói cái gì? Thù hằn hả? Được, bây giờ tôi nói cho mấy cô nghe nha. Nghe cho rõ nghe chưa? Tôi đẻ được ba mẹ các cô nha, chứ đừng có nói gì tới các cô nha. Thấy tôi cưng, tôi chiều, tôi nói chuyện, tôi đùa, tôi giỡn cho vui, rồi đâm ra mấy cô nên hỗn lại với tôi hả? Hả? Trời đất ơi! Tôi nói thiệt, nếu như tôi cấm không cho mấy cô nghe cái dòng nhạc này là mấy cô cũng không được nghe. Tôi bắt mấy cô phải xóa khỏi cái đầu óc mà mấy cô phải xóa. Tôi bắt mấy cô phải nghe bolero thì mấy cô phải nghe bolero. Nghe rõ chưa? Chứ đừng có nói cái kiểu đó. Mấy cô phải học, mấy cô phải biết yêu thích những cái gì bên Việt Nam của mình. Đi theo mấy cái này làm cái gì? Ví dụ nghe cải lương cũng vậy. Ví dụ như là Điệp ơi mai lên chốn thành con... đô con nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên người em bé nhỏ con em chưa nhỏ nhỏ. Hai tô này không lẽ mình quan không nghe. Bây giờ trời ơi. Ơi ba. Ủa trời, ba ăn hai tô luôn hả? Mình tao ăn. Ủa sao vậy? Tụi nó không ăn, tao ăn. Ủa rồi mấy đứa nhỏ đâu? Nó không... tao không thích K-pop. Hả? Tao không thích K-pop. Nó giận, nó bỏ anh lòng. Nó chọc ghẹo gì ba nữa hả? Không có chọc ghẹo gì hết. Nói chung là tại vì tao không thích K-pop, cho nên tụi nó giận tao. Ủa, là sao? Trời, no quá, mệt quá. Bây giờ như vậy nè, ba thấy rồi. Ba lớn tuổi rồi, ba già rồi. Ba thấy là ba không có hợp. Ba không có hợp cái không khí sôi động. Ba không có hợp với cái gì mà nó ầm ĩ. Ba không có hợp với những cái gì mà nó cứ nhảy nhót rần hoài. Ba nhức đầu quá. Ba không thích ứng kịp. Đối với cái cuộc sống hiện đại bây giờ, ba thích ứng không kịp. Ba thấy là ba không hợp ở cái ngôi nhà này. Ba nói gì kỳ vậy ba? Ba không có nói gì kỳ hả? Con coi lại coi, con thấy có cái chùa, cái đình, cái miếu gì đó, con gửi ba vô. Ôi đó trời, đi. Ba nói gì? Ba làm công quả, ba ở trong đó cũng được. Đâu có được ba. Còn không nghe, cho ba ở gầm cầu đi. Thôi mà ba là ba của con ở đâu thì ba phải ở đó chứ. Thì đúng là con ở đâu ba phải ở đó. Nhưng mà con cũng phải có cái quyền tự do của con. Con cũng phải có cái quyền tự do trong nhà. Con phải có ai để cho con vui vẻ. Tuổi con cũng là tuổi trẻ, con thích tụi nó thì con với tụi nó cũng được. Còn ba thì ba già rồi. Nói thẳng một điều là tao không thích K-pop. Không, ba vẫn quan trọng hơn chứ ba. Không, bây giờ con nên tính lại, con suy nghĩ lại đi. Tao không thích K-pop. Ủa? Ba không thích họp. Ủa ba à?